Xin chào mọi người. Đàn kiến Dikama trong bể nuôi. Một chú kiến đang đi trên tiểu cảnh. Đây, những con sao cho chim mà bỏ vào để làm thức ăn cho kiến. Loại kiến này chúng khá là nhạy cảm với tiếng động và chúng có thể thấy được mọi sự vật xung quanh nha. Chúng chúng có thể tha rác và đi kiếm ăn. Chúng dọn dẹp hang của chúng. Lúc này là buổi sáng, khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Thì kiến nó thường ra ngoài vào ban ngày và nó nghỉ ngủ ban đêm. Ở bên nuôi thì nó có hai cái lối đi xuống. Ở lối bên này thì chúng dùng những cái vật liệu và chúng lắp lại. Cái đó là tự ý chúng thôi, chúng chỉ để cái lối đi ra đi vô bên này thôi. Kích cỡ của kiến Dikama thì nó rất là dễ nhìn. Cái chiều dài thân nó khoảng từ 13 đến 14 mm. Thuộc dạng kiến to mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái tấm che ra cho mọi người thấy cái phần thân kiến bên dưới. Mở nhẹ nhàng mọi người, đừng có gây tiếng động mạnh quá, tại vì kiến này nó nhạy cảm với tiếng động và ánh sáng. Mình dùng một tay nên mở nhẹ nhàng. Mọi người thấy này. Đấy. Chúng sinh sản rất là nhiều. Có một chú kiến ở bên này. Đấy, chúng tha những cái vật liệu đây thì chúng tự tạo hang cho chúng thôi. Các bạn cứ rẽ những cái vật liệu mà mình có gửi kèm trong cái bộ bể nuôi á, thì cứ rẽ vào bể nuôi và chúng cứ để tự nhiên chúng sẽ xây dựng tổ chúng và sắp xếp những cái vật liệu đó tùy chúng, và cũng làm cái chất liệu để tạo cán trứng cho kiến con nha mọi người. Những cái khoang thế này thì chúng sẽ đi qua đi lại, và nó những cái khoang thế này nó được thông với nhau bằng những cái đường đi. Những cái trứng kiến màu nâu là chúng gần nở. Kiến màu trắng là cả ấu trùng con.
Phần thân kiến thì chúng sẽ ở bất cứ những đâu mà chúng thích. Rồi, các bạn cứ để tự nhiên nha. Rồi, mình xin được đậy lại cái tấm che. Khi các bạn không xem thì nên che lại như thế này. Các bạn có thể mua bể nuôi hoặc là mua thêm cái tiểu cảnh rờ. Đây là cái mẫu cũ. Nó không đẹp bằng mẫu mới mà cũng không rộng bằng mẫu mới nha. Các bạn có thể mua full bộ thế này nè. Đấy. Thì kiến nó có nhiều không gian đi lại. Các bạn thấy thì kiến, những cái sắt kiến mà lâu ngày nó bị chết thì nó sẽ tự tha từ bể nuôi chính và đi theo đường ống và bỏ những cái sắt kiến ở bên phía bên tiểu cảnh này, có nghĩa là nó tránh xa cái phần hang kiến rồi. Đó là cái đặc tính khá là hay của loài kiến. Đấy, chúng nó giữ vệ sinh cho cái tổ của chúng ha. Đây là những sao cho chim thì các bạn có thể mua ở những cái chỗ của hàng bán chim cảnh thì luôn có loại sao này. Các bạn về trữ và thả vào trong bể nuôi và chúng sẽ tự tìm và đem thức ăn trong tổ nuôi kiến con. Đây là đường. Đấy. Cái phiểu đường, phiểu nước đường mọi người, thì luôn có nước cho chúng uống và có sẵn thức ăn cho chúng luôn. Các bạn có thể cho ăn đa dạng các loại thức ăn, nhiều protein cũng như là nước đường thì luôn cần nha. Rồi, mọi thắc mắc thì các bạn có thể inbox trong trang nuôi kiến cảnh ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.